Được rồi, mít nó mưa quá nó ngã rồi, mình kiềng nó lại. Hiện tại là đã ổn định rồi. Ở Phú Quốc đất là nó đất cát, mưa mà ngập nước nhiều quá là cái rễ mít này nó chịu không nổi, nó lật ngang không. Cái này ổn định rồi nè. Cây này yếu quá, yếu. Con số cây được rồi, mưa quá nó ngã ngang. Đọng nước. Đọng nước nó xuống lá, vàng lá ghê quá. Trồng cây mít như thế này là hết mấy năm? 2 năm. Này được rồi, mình cũng cắt ngọn bớt. Con cứ đi tới bình thường hà, không có sao hết á. Con cứ đi tới à. Con thụt lùi là nó tưởng đâu là con đang đe dọa nó đó, nó dí theo con đó. Được rồi, mấy bụi trúc bay dưới chú Năm dọn sạch hết đó. Mấy bụi trúc ở trong này, con dọn bên trong. Phía sau có ổ ong nha, Sun. Cây này có ổ ong mình chưa có cắt được. Mấy cây kia mình cắt ngọn rồi nè. Cây này đang có ổ ong mật. Lúc mình bắt ổ ong mật này xong là mình sẽ hạ cái ngọn nó bớt cho cây nó mập ra, không có cao. Cao quá mưa gió dễ ngã.